Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đổ bánh xèo với bánh khọt với cùng một loại bột nhé các bạn. Tại vì mình có người bạn cho mình mớ rau chua ngon quá, cái mình làm bánh xèo mình ăn, cái mình ngứa tay, cái mình quay phim cho các bạn coi luôn ha. Ok, bây giờ đây là cái cách làm của mình nhé. Trước tiên là mình cần có là 900 g bột gạo, mình ngâm với lại 2 lít nước. Mình ngâm qua đêm hoặc 8 tiếng. Sau đó nó lắng cái nước xuống. Qua ngày hôm sau thì mình chắc bỏ đi 800 g nước. Các bạn thấy không? Nước này là nước nước dơ đó các bạn, là mình loại bỏ đi cái mùi bột cũ rồi đó các bạn. Sau đó đó mình chuẩn bị là 120 g cơm nguội nè. Mình bỏ vô mình xay chung với lại đậu xanh. Đậu xanh mình có là 160 g đậu xanh. Mình ngâm chừng 2 tiếng cho nó mềm, mình để ráo nước. Rồi xong mình xay chung đó là 300 ml nước, mình xay cho nó nhuyễn. Cái bước mà ngâm gạo trước một đêm như thế này đó các bạn, rồi các bạn không nên bỏ qua nhé. Thứ nhất là mình loại bỏ được cái mùi bột gạo cũ nè. Thứ hai đó là cái bánh của mình nó sẽ ngon hơn nhé. Cho vô đây đó là 100 g bột bắp. Bột bắp nó để cho cái bánh của mình nó giòn đó các bạn. Mình cộng thêm 2 cái trứng. Cái trứng thì nó làm cho cái bánh mình nó xốp. Mình có 900 ml nước cốt dừa. Mình cho vô luôn. Mình trộn đều lên. Và ở đây mình có 1 lít nước, mình cũng trộn vô, nhưng mà các bạn không có đổ vô hết một lúc nha các bạn. Mình chia 2 lần ra mình đổ vô. Rồi sau đó mình rây qua bên cái mình cái rây cho nó mịn hết tất cả những cái nguyên liệu đó. Rồi mình cho vô là 1 muỗng canh muối nè. 2 muỗng canh bột nghệ, màu đậm màu lợt thì theo khẩu vị của các bạn nhé. Muối cũng vậy. Và một cái nguyên liệu rất là quan trọng đó là nửa muỗng cà phê muối nở, hay còn gọi là baking soda nha các bạn. Cái này nè là nó giúp cho cái bánh mình nó giòn xốp. Nếu các bạn không có cái baking soda này thì các bạn thay cái lượng nước bằng lượng bia hoặc nước có ga để cho cái bánh mình nó giòn xốp. Còn nếu các bạn dùng nước không thì cái bánh của mình nó chỉ giòn mà nó giòn cứng nha các bạn. Cái này là theo cái khẩu vị của các bạn nhé. Rồi 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 mình để qua một bên, mình đợi cho bột nó nở nhé. Lúc này mình đi nấu nước mắm. Nước mắm thì mình có đó là 220 g đường, 250 ml nước mắm, khoảng 60 ml giấm và 1 lít nước. Thì cái tỷ lệ nó cứ một nước mắm, một đường và 4 nước và một chút xíu giấm đó các bạn. Các bạn nấu nó sôi lên rồi xong rồi các bạn cất vào trong cái hũ, các bạn để trong tủ lạnh, các bạn ăn được rất là lâu nha các bạn. Mình chuẩn bị tới cái phần tôm và cái phần thịt. Tôm thì mình cũng có cỡ 900 g tôm, thịt thì mình có cỡ 900 g thịt. Nếu các bạn thích ăn ngon thì các bạn có thể mua thịt ba rọi, các bạn xắt lát mỏng. Còn nhà mình thì kiêng mỡ chút xíu cho nên mình dùng thịt đùi, thịt nạc dăm thôi các bạn nhé. Mình ướp vô đây chút xíu muối, chút xíu tiêu. Rồi cái phần thịt của mình là tại vì nó nạc nhiều quá thì mình cho vô là có 3 muỗng canh dầu ăn hoặc là dầu hành phi cho nó mềm cái thịt đó các bạn. Cái bột trước khi mình đổ thì các bạn cho vô một ít hành lá xắt lát nhé. Còn cái phần rau thì các bạn nhà có rau gì thì ăn rau đó. Mình thì được bạn cho một mớ rau chua nên ăn làm bánh xèo ăn rất là ngon. Thịt đó thì các bạn nên xào sơ qua trước cho nó chín. Thì để khi mình làm bánh đó các bạn, mình chiên bánh đó, cái bánh của mình nó không có bị dễ cháy đó các bạn. Đó các bạn xào sơ qua như vậy, không nhất thiết phải là xào cho nó chín đâu nha các bạn. Rồi xong tới cái phần là mình đổ bánh. Trước tiên á, là các bạn phải thử cái bột của mình trước nhé. Này á, là mình dùng cái chảo này là chảo gang đó các bạn. Các bạn đổ bánh xèo thì các bạn nên chọn cái chảo mà càng dày càng tốt thì nó giữ được nhiệt nha các bạn.
Bột của mình lúc này là cái bột các bạn thấy không, nó còn khô đó, cho nên nó nứt tùm lum hết nè. Lửa thì nó cũng chưa có canh được nè, nó cũng còn yếu nè, cho nên là cái bánh của mình nó không có được giòn mà nó vụn ra như vậy đó các bạn ha. Mình chỉnh ở cái lửa là lửa trung bình nha các bạn. Rồi sau cái phần nước còn lại là các bạn đổ vô hết luôn ha. Là tổng cái lượng nước là mình đổ vô là 1 lít nước đó các bạn. Rồi bây giờ mình đổ thêm một cái nữa, mình đổ thử thôi, coi thử vừa ý mình chưa ha. Lửa được chưa, nhiệt được chưa, rồi bột được chưa, rồi mình mới đổ thiệt nha. Rồi đây là cái này là mình cảm thấy là vừa ý rồi này các bạn. Nó lửa nó vừa cho nên là nó giòn bánh nè. Bột nó cũng không có còn khô nữa cho nên là nó rất là giòn, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình đổ thiệt nhé. Mình đổ thiệt là có nghĩa là bây giờ mình cho nhân vô đó các bạn. Mình đó, tôm thì mình không có cần xào trước, mình bỏ vô mình xào thôi. Mình xào chung với cái thịt mình đã xào trước rồi đó. Mình xào sơ qua thôi nha các bạn, không cần xào kỹ đâu, tại vì thịt nó cũng đã chín một nửa rồi. Rồi bây giờ là mình cho bột vô mình đổ nè. Mình cho bột vô mình đổ mỏng thôi, một lớp bột mỏng thôi. Xong rồi bắt đầu mình xoay. Các bạn thấy không, cái chảo của mình á, nó nóng á, các bạn đổ bột tới đâu á, là cái bột nó dính vô cái chảo tới đó nha. Rồi mình cho chút giá, chút hành gì vô. Rồi xong mình đậy lại. Mình đậy lại cho chừng 1-2 phút gì cho nó cái bột nó chín đã nha. Sau đó mình mở nắp ra. Đó, bây giờ lúc này nè, cái dành bánh của mình nó chưa có bung ra đó các bạn. Thì các bạn cho chút xíu dầu ăn, bôi chút xíu dầu ăn lên cái thành chảo đó. Rồi các bạn đợi chút xíu là các bạn thấy không, Tự nhiên là cái bánh nó bung ra khỏi cái thành chảo à. Đó, cái đó là các bạn phải canh lửa đó nha. Lửa không được nhỏ quá mà cũng không được lớn quá. Lớn quá thì nó mau cháy. Rồi cái bánh là nó tự nó bung ra thôi, là các bạn có thể lấy ra được rồi đó. Mỏng, bánh phải dành, nó phải mỏng, phải giòn nha. Đó, cho nên là mình rất thích đổ bánh xèo trong cái chảo dày như vậy các bạn. Mình có đổ trong chảo không dính rồi, nó cũng không ngon bằng các bạn. Nó phải bằng cái chảo gang hoặc là cái chảo sắt á. Rồi, đây là thành phẩm của mình. Cái này là mình cũng để nguội cũng mấy tiếng rồi đó các bạn. Mà nó vẫn còn giòn này các bạn thấy không? Nếu mà các bạn để hôm sau á, thì các bạn bỏ vô trong lò nướng, các bạn nướng sơ lại là ăn nó vẫn ngon như thường nhé. Cái công thức này á, là mình dùng cho mình cho 8 người ăn nha các bạn. Nếu mà các bạn nhà có 4 người ăn thôi thì các bạn làm nửa công thức của mình thôi nhé. Rồi bây giờ mình qua cái phần bánh khọt. Mình vẫn dùng cái bột đó mình làm bánh khọt nha các bạn. Thì phần bánh khọt ở đây á, mình cũng mình có là đậu xanh mình hấp chín nè, mình có ít tôm nè, rồi mình có ít trứng nè. Cái này là cái phần topping, thì các bạn thích cái gì thì các bạn cho vô cái đó ha. Cái chảo của mình á, cũng là cái loại chảo mà chảo gang dày đó các bạn. Các bạn để cho cái chảo nó nóng lên rồi các bạn đổ bột vô, các bạn xay thôi. Mình lưu ý các bạn nhé, mình với cái dầu đó là mình chỉ lấy quét một lớp dầu mỏng thôi, chứ mình không, tuyệt đối không cho nhiều dầu nha các bạn. Bánh xèo, bánh khọt gì cũng vậy, không cần cho nhiều dầu. Khi mà nó cái bánh nó đã chín, nó giòn rồi là tự động nó tróc ra thôi. Các bạn cho quá nhiều dầu thì nó ướt lắm, nó cũng giòn, nhưng mà nó quá nhiều dầu đi ăn không có tốt đâu. Cái cách chiên nó cũng quan trọng lắm, các bạn phải lưu ý cái lửa của mình không có được quá yếu nha, mà cũng không được lớn quá, nó sẽ dễ cháy. Nó chưa kịp giòn nó đã cháy rồi. Đó các bạn, mình đổ hai loại đó, loại tôm, loại trứng đó các bạn. Nếu mà các bạn mà có xiên chút xíu nữa thì các bạn có thể ngâm gạo trước rồi qua hôm sau các bạn xay ra. Tất cả đều giữ nguyên hết, chỉ có cái phần bột gạo thì mình thay thế bằng cái phần gạo thôi. Rồi đây. Đây là thành phẩm của mình đó các bạn. Cái phần nước mắm đó, mình lưu ý các bạn đó là mình ăn tới đâu thì mình chỉ pha một ít để mình ăn trước thôi.
nhá. Trong đó thì có đồ chua nè, có tỏi băm nè, có ớt băm nè, rồi mình thích lạc thì mình cho thêm nước mắm mặn, thêm chút chút chanh vô. Rồi khi mà mình ăn xong thì cái phần nước mắm mà mình không hề pha gì hết thì mình đậy kỹ lại rồi mình cất ở trong tủ lạnh, ăn mấy tháng cũng được. Cái loại nước mắm này là các bạn có thể dùng được với tất cả các loại bánh, như là bánh bèo, bánh bánh ướt, tất cả các loại bánh mà dùng tới mắm đó các bạn. Mình cứ hết cái hũ mắm này là mình làm cái hũ mắm khác, mình cất có sẵn trong nhà nó cũng tiện các bạn. Rồi xong, video của mình đến đây đã hết rồi. Rất là đơn giản và mình chúc các bạn làm thành công nhé. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại video tới. Cảm ơn các bạn.